Honda chính thức ra mắt vua xe ga 125cc mới, đẹp hơn E-Blade, át vía cả SH, giá rẻ 52 triệu đồng. Honda vừa chính thức ra mắt tân binh xe tay ga 125cc mới, có thiết kế cực thể thao và cá tính, át vía E-Blade và SH, với mức giá chỉ 52,5 triệu đồng. Để chiều lòng người hâm mộ môn đua xe thể thao, Honda vừa cho ra mắt phiên bản mô tô 2 Tiger P 2024 Limited Edition, cho mẫu xe tay ga do GNO. Honda GNO Moto 2 Tiger P 2024 được sản xuất số lượng giới hạn chỉ 35 chiếc, cùng mức giá niêm yết là 74.400 baht, tương đương 52,5 triệu đồng. Về thiết kế, GNO Moto 2 Tiger P 2024 sở hữu dàn áo, cực thể thao và cá tính, với họa tiết phản ánh chiếc xe đua Roaring Tiger mà Komsom Kiat Chancha sẽ sử dụng để thi đấu tại giải đua Thai GP 2024. Nổi bật trong đó là hình ảnh con hổ và dãy số 35, chỉ số lượng xe được sản xuất in trên phần yếm và mặt trước của xe. Ngoài màu sắc ấn tượng, Honda GNO phiên bản xe đua vẫn sở hữu ngoại hình theo phong cách cổ điển của châu Âu, được nhiều nhà sản xuất áp dụng gần đây. Vẻ ngoài của GNO Moto 2 Tiger P 2024 gợi nhớ tới các đối thủ như Yamaha Grande hay Vespa của Piaggio. Honda GNO Moto 2 Tiger P 2024 cũng có đèn pha dạng tròn, hệ thống đèn trên xe tích hợp công nghệ đèn LED. Yếm xe phía trước thiết kế rộng tích hợp hai cụm đèn xi nhan đặt thấp. Sàn xe phẳng cung cấp không gian để chân rộng, trong khi đó yên xe được thiết kế liền khối, bọc da. Ngoài ra, GNO mới được hãng xe Nhật Bản trang bị màn hình LCD hiển thị thông số tương tự dòng xe Vario 160. Một số tính năng hiện đại khác có trên Honda GNO Moto 2 Tiger P 2024 có thể kể đến: phanh ABS một kênh, hệ thống khóa thông minh, cổng sạc USB ở ngăn đồ trước. Hộp đồ dưới yên dung tích 30 lít, ít hơn 7 lít so với Honda Lead 125. Nắp bình xăng đặt phía trước giống Honda SH. Về vận hành, GNO Moto 2 Tiger P 2024 được trang bị động cơ ESP xi lanh đơn, dung tích 125 phân khối, áp dụng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI và làm mát bằng dung dịch. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT tích hợp công nghệ ngắt động cơ tạm thời, Idling Start.